Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Đây là một câu chuyện về tình cha con. Ở đây khán phòng này chắc quý vị cũng biết là anh John Huy, anh cũng nhận nuôi rất là nhiều bạn nhỏ. John có tất cả bao nhiêu bạn nhận nuôi nhỉ? Hình như là 6 hay 7, quên rồi. Hôm nào nuôi tôi luôn được. Thưa quý vị, John là một cái người cũng rất là nhiều cảm xúc, nhìn thấy có vẻ là khô khan mà cứng rắn, khó tính vậy thôi, nhưng thật sự là rất là thương người và rất là nhiều cảm xúc ở bên trong. Đây cũng là một câu chuyện mà các bạn đã lấy cảm hứng từ những cái người đi nhặt những đứa bé ở ngoài đường mà bị người ta bỏ rơi ở bên đường đem về nuôi. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng theo dõi cái câu chuyện về người cha qua phần biểu diễn của Thái Sơn. Bọn mình được tham gia một thử thách là thử thách leo núi. Cảm nghĩ đầu tiên của mình đó là rất sung sướng. Nhưng trong tuần vừa rồi khi tập luyện, mình đã gặp phải một chấn thương nho nhỏ làm ảnh hưởng đến phần lưng của mình. Cái lưng bắt đầu thể hiện rõ cái sự cản trở trong chuyển động của mình. Cộng với sức nặng của ba lô khi mình bắt đầu đi thì đã bị mọi người bỏ khá là xa. Chị Trang và chị Nga đều giúp đỡ mình một tay, vạch đường cho mình để đi. Thân là con trai mà lại để cho các chị đi trước dẹp đường cho mình, cảm thấy không thoải mái một tí nào. Ban đầu chị Lịch có cách làm việc với mình khá là nhẹ nhàng và vui vẻ. Chị bắt đầu thay đổi dữ dằn hơn, khó tính hơn. Có một lần mình con trai mà kiểu mắng dài quá đâm ra bị ức. Cái giọt nước mắt đấy của mình xảy ra khi cảm xúc mình bắt đầu nó dâng lên quá và mình không thể nào kiểm soát được nó nữa. Sau lần đó mình đã có một lời thề là mình sẽ không bao giờ phép yếu lòng như này nữa. Phải thể hiện cho người ta thấy là mình mạnh mẽ như nào và không phụ lòng những gì mà chị Lịch đang muốn dạy cho mình. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Quý vị và các bạn thân mến, Thái Sơn và Phạm Lịch. Cho đến giờ phút này tôi không biết phải nói gì về cảm xúc của tôi hiện nay. Ở cái tuần thứ 5, các bạn làm quá nhiều những cái bài hay về nhạc kịch. Có như là hết bài này hay rồi, tôi tưởng hết rồi, để bài kia lại hay hơn. Tôi cũng nghĩ là các bạn sẽ rất là áp lực. Tại vì cái tuần này là cái tuần jazz. Nó vừa khó, nó vừa cần thái độ. Và nó là một cái môn mà ít khi các bạn tiếp xúc. Các bạn lại tiếp tục làm một cái điều là cái hết bài này hay rồi tới bài kia hay. Mời John, lần đầu tiên thấy bạn suýt xoa. Anh đang rất là bất ngờ ngạc nhiên về cái động tác trong cái bài này. Thì Lịch, em dựng một cái bài đúng là jazz, nhưng không phải là mấy cái động tác thường. Mấy cái động tác này rất là khó. Mấy cái động tác nhảy, bay lên, mấy cái động tác chân và tay. Và anh không hiểu tại sao Sơn, em là một giáo viên dance sport, nhưng mà trong cái bài này em là một dancer jazz luôn. Lúc em mới xong, anh cũng nhìn qua anh Hương xong, like, nhìn giống anh mới thấy ma hay gì đó. Xong anh Hương cũng nhìn lại, like, ủa, được hay không được? Được, rất được. Anh không hiểu luôn. Ai dựng bài này cho em vậy? Em ạ.
quỷ sứ hà. Gái mà giỏi quỷ sứ hà. Anh thấy một cái điều nó rất là hiện lên rõ nhé, là các thí sinh năm nay không phải dạng vừa đâu. Đấy, thí sinh nào cũng rất là kinh khủng ha. Yes, đúng rồi. Năm ngoái nó có sự chênh lệch rất là rõ. Yeah. Nhưng năm nay khó cho ban giám khảo đấy. Sơn, em đã thoát ra khỏi hoàn toàn cái hình ảnh của một dance sport. Cái này không hề có một chút dấu hiệu dance sport nào trong đó cả. Cái này anh nghĩ là chắc là cái công chửi mắng của Phạm Linh là nó hoàn toàn xứng đáng. Em cũng cảm thấy đó là một điều vô cùng là may mắn cho em, để em có thể thay đổi và bước qua một ngưỡng cửa khác một cách rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Mời Nu. Chắc có lẽ là tiên phàm khác biệt. Em người phàm mắc thịt cho nên em nhìn bài này. Tại vì thật ra Nu lại cứ nghĩ đây là một cái bài hát sẽ dùng tới cái yếu tố cảm xúc. Nhưng mà có vẻ như là Nu đòi hỏi anh Thái Sơn một cái điều đó nó nhiều hơn. Và nhìn anh xem lúc này xem, anh không khác mấy gì với một người có cân nặng bình thường. Vì vậy cho nên rằng là có thể chắc là trái tim của Nu chưa chạm đến được những cái bài hát cũng như là những cái động tác nó như thế này. Đó là quan điểm cá nhân của Nu thôi. Nhưng không mà... sao Nu ạ. À. Tại vì nó nhưng giống như là anh nói đó, cái này nó liên quan đến gu thưởng thức của mỗi người thôi. Nhóm ví dụ như anh Đàm và John sẽ nghĩ theo một cái góc độ của họ, và Nu thì nghĩ theo góc độ của em. Nên anh nghĩ đó là lý do vì sao chúng ta luôn luôn có nhiều giám khảo là vậy. Nu nói như vậy cũng không có nghĩa là các bạn làm không tốt, đúng không Nu? Quan trọng lúc này cái cảm xúc đó, nó không có giải thích thành lời được. Và cái sự đòi hỏi của Nu đó, nó nhiều hơn ở hai người rất là nhiều. Nếu mà người khán giả bình thường xem TV cũng như là xem vô cái tiết mục này thì chắc là họ sẽ so sánh Phạm Lịch, Thái Sơn của những cái tuần trước. Nhưng mà dù gì cũng chúc mừng hai người rất nhiều vì đã hoàn thành tốt cái bài diễn của mình. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, đây là một bài biểu diễn có một tí những cái phản ứng trái chiều. Như vậy thì hãy để xem số điểm cuối cùng mà họ có được là bao nhiêu. Trước tiên thì phải mời quý vị hãy dự đoán xem là họ có phải là cặp đôi được bình chọn là tốt nhất tuần từ ban giám khảo hay không. Hãy soạn tin nhắn là BN khoảng cách 06 và gửi về 8369 bình chọn cho họ với 3.000 một tin nhắn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem điểm số của John là bao nhiêu nhé. Wow. 10. Mời anh Đàm. Em có suy nghĩ một tí xíu. Cho Hưng là người cuối cùng. Mời Nu. Em định xin em là người cuối cùng. Thật ra khó, đúng không anh Hưng ha? Khó chứ. Mình cân bằng. Có nghĩa là như thế này nè, đã bây giờ Thành nói cái điều này cho hai người dễ cân nhắc về trái tim của mình. John là người duy nhất có được cái kiến thức nhiều nhất về nhảy múa. Thì John sẽ nhìn theo cái góc độ học thuật. Và John sẽ thích theo cái cách của John. Thì anh Đàm với Nu cũng có thể thích theo cái cách của hai người. Nhưng mà hãy nghĩ đi. Với một vận động viên dance sport ha, rồi cân nặng thì tướng người cũng không bây giờ không thế này chúng ta đừng có bàn về vận động viên dance sport, là tại vì vấn đề là cái dance sport nó sẽ không hỗ trợ cho jazz. Người càng giỏi dance sport là sẽ càng lỏng cộng hơn để học những cái môn khác. Em là một luật sư rất giỏi chứ không phải là giỏi bình thường. Chính kỹ thuật thì mọi người được nhìn thấy và cũng được nghe master phân tích rất là rõ. Và cái người có những cái cách sử dụng nó giống như là cao thủ võ lâm khi mà dùng nhu để thắng cương. Tuy là nhẹ thôi nhưng mà tung ra rất là thâm hậu. Thì có thể mắt thường mình không nhìn thấy thì phải nhờ kính hiển vi, hiệu là John Huy sẽ soi chúng ta nhìn thấy được điều đó. Hưng có cảm nhận riêng của mình. Và cái điều mà bạn cho Hưng thấy rằng là bạn đã làm được một cái cuộc cách mạng để cho mọi người không còn thấy Thái Sơn của Dance Sport. Đó là điểm cộng và Hưng quyết định đưa bạn 10. Hợp lý. Là Minh Hương rất là dễ thương, nhìn vậy thôi, có vẻ khó khói thôi chứ rất là dễ thương. Những người tóc vàng hay thế. Như vậy là các bạn được 9,7 là điểm trung bình đến từ giám khảo. Chần chờ gì nữa, mời bạn lên cân. Cân nặng cũ là 88,2 kg và cân nặng mới là 86,4 kg. Bạn xuống được 1,8 kg, tương đương với 2%. Tổng điểm 11,7. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.